là miễn phí sao? Tự nhiên anh vô anh móc ghế không là 10 ngàn đấy. Chị chồng đi bán kem nước massage thôi. Có một con họ vô học sinh với lại con A chứ mà. Cường ấy không
bên trong này. Không, sang kia nó gần em. Cái 맞죠? 아, 여기에서 강조 없네. 아, 여기에서 강조 없어. 여기 바로 강. 예, 바로 감 거. 선재 왜 그래? 아이 선재. 선재. 아? 얘는 em sang kem mà sang kem không nghe máy. Không máy em đường chị hỏi Quý chắc Quý nó đi đường nhưng mà ngặt cái không ai đưa nó ra ngoài kia chị chưa hỏi Quý. Hai cô. Quen ai mà mày hỏi.
아빠 hả? 힘들게 출차했어요, 혜린아. em đi giúp chị nha. Chị cảm ơn nha. Ừ, em là 5 giờ. Đi em ra cũng được, không sao. Tại vì quán này phải 6 giờ hơn mới có khách. Nên là em từ từ thoải mái đi. Chờ đi, chờ đi ra.